À, dạ gốm Nhật Sinh Lãm Nguyễn Lương xin chào quý cô chú anh chị. À, hôm nay anh chị em cũng sẽ lên nhiều sản phẩm mới nha, đẹp độc lạ phục vụ cô chú anh chị. À, và mong anh chị đăng ký kênh để khi mà em lên những video những sản phẩm mới thì sẽ gửi đến thông báo đến quý cô chú anh chị. Và bên em ship toàn quốc anh chị, bao bể vỡ tất cả các sản phẩm. Anh chị xem video này thì yêu thích mã sản phẩm nào thì vui lòng điện thoại trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo qua hai số điện thoại em có niêm yết trên kênh 0935 245 244 hoặc là số 0913 330 469 nha anh chị. Rồi, hôm nay em sẽ lên một mã sản phẩm đầu tiên cho anh chị. Một mã sản phẩm đầu tiên. Mã sản phẩm đầu tiên này là một cái giỏ hai quai, dòng này là Arita lưới nha anh chị. Dòng này là men lam vẽ tay 100% luôn. Em để sát màn hình cho anh chị tham khảo mã sản phẩm này. Arita lưới nha, đẹp cực kỳ nha anh chị. Không lỗi lầm gì cả. Cái này là không có chuyện nha, không có chuyện. Đường tự tính em đo đến ngang hai quai là 23 nha, 23 và cao là 8, cao đến quai là 8. 260k một cái giỏ Arita lưới này. Chốt giúp em mã Q1. Q1 260k. Những dòng này nha anh chị, đa số về hàng nó sẽ bị lỗi hết, nhưng mà riêng cái giỏ hôm nay em lên line là hoàn hảo, không lỗi lầm gì hết nha. Q1 260k. Rồi, em có tiếp một bộ nè anh chị. Một bộ này là một bộ thố có nắp. Một bộ thố có nắp đẹp cực kỳ nha. Cái này anh chị về sử dụng làm, anh chị để gia vị thức ăn, hoặc là trong những cái dịp lễ Tết rồi gì đó, mình có thể đựng các sản phẩm, ví dụ như là bánh mứt anh chị, là ok nha. Đó, cái màu này nó kiểu nó là kiểu mộc, rất là đẹp luôn. Đó, nhìn sang xịn sò, hoặc là anh chị trưng yến cũng được. Đường kính miệng là 7.5, cao cũng là 7.5 luôn anh chị. Miệng 7.5, cao 7.5, đẹp cực kỳ nha, không có chuyện. Hoa vẽ tay 40k một set này nha anh chị. 40k một set mà em có số lượng là 5 set. Em có số lượng là 5 set nha, 40k một set, mã Q2. Q2 40k một set, anh chị cần bao nhiêu set thì báo giúp em. Một cặp tô. Một cặp tô anh chị. Cặp tô này là tô xưa nha. Tô xưa, không có chuyện. Họa tiết nó là vẽ rồng phụng. Vẽ rồng phụng, những dòng xưa này anh chị. Là cái men của nó không có được trắng bóng hoàn hảo nha. Đó, và vì cái này là hàng xưa, nó sẽ có một vài vết xước nhẹ không có đáng kể. Đường kính miệng tô làm 16.5, cao là 5.5. Cặp này là 160k. Xưa anh chị.
160k, mã Q3. Q3 160k cặp này. Bên trong là vẽ họa tiết, nó là hoa, bên ngoài là vẽ rồng phụng nha anh chị. Mã Q3. Rồi, em có một cái bình. Bình này là bình đựng rượu nha anh chị. Bình đựng rượu pha lê. Bình đựng rượu pha lê nha, chất liệu là pha lê, đẹp cực kỳ. Đẹp cực kỳ luôn nha anh chị. Pha lê này là cốt nặng. Cốt nặng nha. Miệng của bình, miệng là 6. Miệng 6 cao là 30. Miệng 6 cao đến nắp là 30 anh chị. Đấy, một cái bình pha lê đẹp cực kỳ luôn. 450k cái bình pha lê này, mã Q4. Q4 450k. Rồi em có một bộ đĩa sâu lòng. Một bộ đĩa sâu lòng anh chị, vẽ hoa. Cái này là dính keo nha, không có vấn đề gì cả. Vẽ hoa này rất là đẹp. Đĩa này là không có chuyện. Đĩa này là sẽ hơi sâu lòng một xíu nha. Đường kính là 20, cao là 4. Anh chị đựng thức ăn có nước là ok nha. 120k bộ này, mã Q5. Q5 120k 4 chiếc. Q5. Rồi em có một bộ chén nha anh chị. Chén này là chén ăn cơm. Chén ăn cơm vẽ họa tiết nó là sơn thủy. Bên ngoài là vẽ cảnh sơn thủy, vẽ cây tùng, chóp núi Phú Sĩ nè anh chị. Có tích người, một cây cầu tích người. Dòng này là men lam vẽ tay. Và ở bên trong nè anh chị, bên trong cũng vẽ cảnh sơn thủy luôn nha. Đáy chuyện. Dòng này là dòng men sứ cao lanh, nó sẽ rất là mỏng nha. Đường kính là 12 năm và cao là 6. 12 năm cao là 6. Đấy, một mẫu chén ăn cơm cực kỳ đẹp luôn. 12 năm cao 6 rồi. Chén này là em có số lượng là trên 10 chiếc anh chị. 60k một chiếc. 60k một chiếc, mã Q6. Và chén này anh chị em sẽ có số lượng trên 10 chiếc nha. Đó, anh chị chốt mấy chiếc thì báo giùm em nha. Q6. Rồi em có một cái khay này là anh chị làm cái dầm trà là cực kỳ đẹp luôn, màu trắng. Ở phía dưới này anh chị, ở phía dưới này là họa tiết nó là vẽ những cái đường dích dắt nha. Và hàng này là hàng Takichi, có truyện ký đầy đủ nha. Takichi Adam Eva Takichi. Đường kính của khay trà này là 31 và ngang là 21.5. cốt là cốt nặng nha, nặng trên 1 kg. 150k cái dòng trà này, mã Q7. Q7 150k. Rồi em lên tiếp cho anh chị một bộ trà. Đó, anh chị mà chốt nguyên một bộ combo này là phải gọi là cực kỳ luôn, đẹp luôn nha. Đấy, một bộ trà gồm một bình và 5 chung. Bộ trà này là cũng là màu trắng luôn, phối với cái dầm trà này là ok. Hàng này là hàng Âu nha. Pháp, Paris Pháp.
viền lacquer vàng ok, không lỗi lầm gì cả. Paris Pháp nè anh chị. Đây anh chị thấy không, hàng Paris, truyện ký Paris. Rồi, miệng ly. Ly này miệng là 8 và cao ly là 6. Miệng 8, cao ly là 6. Còn cái bình trà này anh chị, bình trà này nắp nó độc lạ nha. Và ở phía trong là lọc lưới, này là bằng inox mạ vàng 24K. Mạ vàng 24K mà nó có truyện luôn nè. Đấy, dung tích bình này là khoảng tầm 450ml tới 500ml nha. 450ml tới 500ml. Miệng lọt lòng, miệng lọt lòng là 7.5, cao là 8.5. Cái bộ trà này là 400k nha chị, 400k bộ trà. Xin lỗi nha chị, bộ trà này là 450k, 450k nha. Mã Q8, Q8 450k bộ trà. Còn cái khay này là 150k nha, đẹp xuất sắc luôn. Rồi anh chị, cái này là em có một một bộ nha. Một bộ này là em có số lượng là lên 10 chiếc. Dòng này là dòng men đá vẽ hoa, không có truyện. Một cái ly trà có nắp anh chị uống trà Lipton hoặc là Trưng Yến cũng ok nha. Miệng là 8, cao 7, 25k một set. Mã Q9, Q9 25k một set. Cái này em có số lượng trên 10 chiếc. Những dòng men đá này anh chị mình dùng rất là sướng nha, cực kỳ sướng luôn. Tại vì những cái mình sử dụng những đồ thức ăn nóng đó, thì mình bưng lên thì không bị nóng tay nha. Q9 25k một chiếc. Mã Q9 hoa vẽ nè anh chị, hoa vẽ tay 100% luôn nha. Q9 25k. Rồi em có bộ đĩa này. Đĩa này là em có số lượng là 3 chiếc, màu xanh ngọc. Form dáng của nó là hoa cúc, mặt sau là không có truyện nha. Cái này anh chị sử dụng để ăn, để trái cây, hoặc là làm dùng cái khay trà cũng ok luôn. Đường kính là 26, đường kính là 26, 70k một chiếc nha. 70k một chiếc, em có số lượng là 3. Mã Q10, Q10 70k. Q10, Q10 70k. Rồi, em lên cho anh chị một cái bình, một bình một lọ cắm hoa. Dòng này là dòng men Thúy Hồng nha. Dòng men Thúy Hồng này là đẹp cực kỳ luôn. Ở phía dưới nè anh chị, đáy truyện là ok rồi. Đáy truyện ok rồi. Đấy, dưới đáy có truyện ký, dòng men Thúy Hồng. Cái bình này là nặng 2,5 kg nha anh chị. Đường kính miệng là 9, cao đến miệng là 20. Miệng 9, cao đến miệng là 20. Và vòng bụng của bên này, vòng bụng của bên này là 59, sắp sửa 60. 59 sắp sửa 60 nha. Nặng là 2,5 kg. Đó, một cái lọ cắm hoa dòng men Thúy Hồng 350k. Mã Q11, Q11 350k. Một cái bình Thúy Hồng.
Rồi em có một bộ tô. Một bộ tô này anh chị là em gồm có là 4 chiếc. 3 chiếc trắng và 1 chiếc màu nâu. Dòng này là dòng mộc tráng men ở ngoài. Cái lớp men này anh chị là nó có màu trắng như vậy nha, cho nó không phải là dính bẩn nha. Chuyện còn chuyện tem dán luôn. Đường kính. Đường kính là 17, cao là 9. Bộ này là 200k anh chị. 200k bộ này nha, mã Q12. Q12 200k 4 chiếc. Q12. Cúc này là cúc nặng nha anh chị, mỗi tô như thế này là nặng 600g. Đó, một cái tô như thế này mà có giá chỉ có 50.000 thôi, cực kỳ rẻ luôn nha. Mã Q12 200k. Rồi một cặp bình hút lọc. Một cặp bình hút tài hút lọc anh chị. Vẽ là hoa mẫu đơn và chim hạt. Hoa mẫu đơn chim hạt. Bình này là cốt dòng men rạng, cốt nặng dày. Dưới đáy là có truyện nha. Chữ ký nghệ nhân. Hoa mẫu đơn, hoa anh đào và một cặp uyên ương chim hạt. Miệng là 6. Cao là 16 và vòng bụng là 48. 190k một bình. Mà cái này em có số lượng một cặp, anh chị chốt một chiếc hoặc một cặp đều được nha. 190k một bình. Mã Q13. Mã Q13. Dòng men đâm thanh, vẽ tích người. Chế tàu dòng men đâm thanh vẽ tích người. Này là tích đang ăn cưỡi ngựa hay là gì đó nha anh chị. À, cái này là cầm đàn nữa nè. Họa tiết nó sẽ là vẽ một mạch của bình thôi. Vẽ một mạch bình. Dưới đấy là không có truyện. Miệng chế anh chị, miệng chế là 15. Miệng chế là 15. Cao đến nắp là 46. Miệng chế 15. Cao đến nắp là 46 và vòng bụng của chế này. Vòng bụng là 88. Anh chị, cái cây like của em á tầm nhìn nó hơi bị hạn chế nha. Nếu mà anh chị hữu duyên yêu thích sản phẩm này thì em sẽ gửi ảnh trực tiếp qua Zalo cho anh chị nha. Đó. Một cặp này là 4.800k. Mã Q14. Q14 4.800k. Mã Q14. Giá này là em một cặp nha anh chị, bao ship cho mình luôn. Q14 4.800k. Anh chị em có một bộ. Một bộ này. Bộ này là hàng Âu nha. Bộ này là hàng Âu, nó sẽ gồm có nói chung là
tiết nó thì sẽ vẽ khác nhau, nhưng mà cái form dáng là ok nha. Cái này em có số lượng tổng hết là 8 chiếc, 8 chiếc nha anh chị. Đó, 2 mẫu, có 2 mẫu như thế này nha, một mẫu trái cây và một mẫu em bé. Đường kính là 16, cao là 4.5, 30k một tô nha, mã Q15. 30k một tô mã Q15, đường kính là 16, cao là 4.5. Hàng Âu. Đó, những hàng này là sâu lòng một xíu. Cái này anh chị bỏ đựng thức ăn, cháo súp đồ là ok luôn. Cái này gọi là tô luôn đó. Tô luôn, cao 4.5. Mã Q15 30k một chiếc, số lượng là 8 chiếc. Và những sản phẩm hôm nay em lên like anh chị. Yêu thích mã sản phẩm nào thì vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc các bạn Zalo qua hai số điện thoại em có niêm yết trên kênh nha. Rồi, video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều. Hẹn anh chị like sau.